đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ ngồi. Mong đẹp đời tôi đã bay cao với lời xưa âu yếm trao người, như mây như khói tan vai em sầu dân muốn lối để nghe ai. Số ít người ốm đau bệnh tật trong việc chi trả chi phí khám chữa bệnh. Thưa bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hiện nay thì bệnh nhân mắc các thường phải điều trị lâu dài tắc ạ. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng đang kiện toàn lại các lực lượng quản lý trật tự xây dựng, đối với mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện ngăn chặn kịp thời. Tổng đài 1800 1265 để được tư vấn về bệnh hay quên, trí nhớ kém, sa sút trí tuệ. Ngoài việc thông báo đến khách hàng trúng thưởng thì